Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tiếng Nhật ngày càng trở nên thịnh hành và được xếp hạng là một trong những ngôn ngữ được ưa chuộng hàng đầu tại châu Á. Ngôn ngữ văn hóa Nhật Bản đã trở thành ngành học thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ trước ngưỡng cửa là chọn ngành và chọn trường. Việc học tiếng Nhật sẽ giúp các bạn có thêm nhiều cơ hội việc làm sau này. Do đó, khoa Đông Phương học chuyên ngành Nhật Bản tại trường Đại học Đại Nam chính là một cơ hội học tập của tân sinh viên năm học 2020-2021 không thể bỏ qua. Em Phạm Ngọc Huyền là một sinh viên rất yêu thích tiếng Nhật. Từ khi chưa bước chân vào giảng đường đại học, Huyền luôn có những ước mơ được học tập và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp của Nhật Bản. Khi biết được trường Đại học Đại Nam có mở thêm chuyên ngành Nhật Bản tại khoa Đông Phương học, Huyền đã nhanh chóng đăng ký vào ngành học này. Trước là em đã thích học tiếng Nhật thôi, bởi vì tiếng Nhật bây giờ nó khá là phổ biến. Những cái công việc liên quan đến tiếng Nhật nó cũng khá là nhiều, đâm ra là em đã tìm hiểu về trường của mình. Rồi xong bắt đầu đi theo học tiếng Nhật thì học thì khá là khó. Có nhiều cái cấu trúc hay là kanji cũng khó, nhưng mà nếu mà chịu khó thì sẽ học được. Trường Đại học Đại Nam là trường đào tạo ngành Đông Phương học, chuyên ngành Nhật Bản, theo chuẩn Nhật Bản và định hướng kỹ năng làm việc đầu tiên tại miền Bắc. Nhà trường đào tạo kiến thức nền tảng chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa Nhật Bản. Sinh viên sử dụng thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tiếng Nhật thành thạo, lưu loát. Sau khi ra trường, sinh viên hoàn toàn tự tin làm việc trong tất cả các lĩnh vực khác nhau liên quan đến Nhật Bản. Bên cạnh đó, với ngành Đông Phương học, chuyên ngành Nhật Bản, nhà trường có một cam kết. Sau khi ra trường, 100% sinh viên có việc làm. Cái tiêu chuẩn tiếng Nhật ấy, thì được đánh giá theo các kỳ thi, trong đấy có kỳ thi GLPT. GLPT thì chia làm 5 cấp độ. Cấp độ thấp nhất là N5 và cấp độ cao nhất là N1. Mục tiêu 90% học sinh viên sẽ đạt được cái chứng chỉ N2 sau quá trình học ở trường Đại học Đại Nam. Ở trường Đại học Đại Nam là một trong những trường đại học mang hướng ứng dụng, tức là sinh viên sau khi học xong có thể làm thành thạo cái nghề của mình và từ đó có thể có được công việc như mình mong muốn. Để hiện thực hóa được cái việc 100% sinh viên có việc làm thì phải làm thế nào? Thì ngay từ năm đầu tiên, nhà trường đã có ý thức là ký kết những hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp để biến hiện thực hóa cái việc cam kết 100% sinh viên có công việc ngay sau khi ra trường. Sinh viên năm thứ 3, thứ 4 thì được doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp. Nếu những sinh viên giỏi thì có khả năng là được doanh nghiệp đài thọ một phần cũng như là hoàn toàn học phí trong cả quá trình học. Sinh viên tham gia học tập tại khoa Đông Phương học chuyên ngành Nhật Bản còn có cơ hội được tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích như lễ giao lưu văn hóa Việt Nhật thường niên, tham gia giao lưu và học tập ở các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam dành cho sinh viên năm nhất và năm hai. Chương trình ngày hội tuyển dụng của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam dành cho sinh viên năm 3, năm 4. Đây là những hoạt động đầy ý nghĩa để giúp sinh viên củng cố thêm những kiến thức về đất nước Nhật Bản.